anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của mình về các đơn vị pháo binh của bản 7.0. Ok. Rồi thì liên quan đến các đơn vị về pháo ở bản 7.0 thì trong video clip này là mình dành cho tất cả những anh em ở server mới nhá. Còn những anh em ở chơi các server cũ thì đội hình của anh em nó đã mường tượng và nó đã có những đâu đó nó đã được chuẩn hóa rồi. Còn đối với những anh em ở server mới thì chúng ta có rất nhiều cái định hướng cũng như là cách xây dựng đội hình và chọn đơn vị làm xe chiến đấu hoặc là đơn vị chiến đấu chủ lực của mình. Ví dụ có những người thì chọn xe tăng hạng trung làm đơn vị chiến đấu chủ lực, có những người chọn xe tăng hạng nặng, có những người chọn đơn vị dàn phóng tên lửa, và cũng có nhiều anh em thì lựa chọn chiến tăng, và đâu đó cũng có nhiều người sẽ chọn pháo để làm đơn vị chiến đấu chủ lực. Thế thì mình có một vài cảm nhận về đơn vị pháo của bản 7.0 nó sẽ như thế này. Đối với những anh em ở server mới, chúng ta vẫn còn đang lăn tăn không biết là mình nên chọn đơn vị nào để làm đơn vị chủ lực. Chủ lực có nghĩa rằng bạn phải dồn tất cả đồ đạc cũng như là linh kiện cũng như là các điểm kinh nghiệm để cho đơn vị của bạn lên level cao nhất, và bạn phải nghiên cứu cho các đơn vị này có cái khả năng công nghệ cao nhất có thể đó. Và cái mức sao của các đơn vị cũng được đầu tư cao nhất. Thì ở bản 5.0 trở lại đây, chúng ta có thể lên được đến đơn vị hiện đại, tức là 9.2, là cái mức cuối cùng đối với bản 7.0 này nhá. Thế thì mình thấy rằng là đối với những người chơi ở server mới hoặc là những người chơi sau này, những anh em newbie, thì mình cảm nhận được rằng là nếu như chúng ta chơi pháo thì nó sẽ khá là tù, và nó sẽ đâu đó nó sẽ rất là khó chơi. Bởi vì là cái đội hình về pháo thì thông thường chúng ta sẽ cần phải có ít nhất là 4 con pháo nếu như anh em chơi pháo. Mà đã chơi pháo thì chúng ta sẽ chơi theo cái trường phái là bay to bay, hoặc là tạo các rally về pháo để đi chung với các người chơi các đơn vị xe tăng khác. Ok. Thế thì có một cái nhược điểm rất cố hữu đối với những người chơi hệ pháo, đấy là gì? Chúng ta, một là chúng ta phải cần nhiều đơn vị là một. Cái thứ hai là để nâng cấp đồng đều các đơn vị khác nhau thì mới đạt được hiệu quả tối đa của pháo. Anh em có một con pháo 9.2, trong khi đó tất cả các đơn vị khác chúng ta mới chỉ có 6.0 hoặc 7.0 hoặc 8.0, thì cái phần phòng thủ hoặc tấn công nó cũng vậy thôi. Đó, chỉ trừ khi là chúng ta đưa pháo ra đồng. Và rõ ràng anh em thấy được rằng là việc đưa pháo ra đồng ở trong các phiên bản này và đối với những server mới thì điều đó là khả năng là rất khó. Bởi vì là chúng ta, bởi vì cái đơn vị pháo thì nó sẽ rất là yếu về độ bền, nhưng mà nó đổi lại là được cái phần hỏa lực và tầm bắn. Ok. Thế thì nhiều người sẽ chọn là một đơn vị pháo Nga, một đơn vị pháo Mỹ và một đơn vị pháo của Đức để làm phòng thủ đấy, và tấn công. Thế thì tại sao mình lại nói là chơi pháo nó tù ở chỗ là như thế này? Nếu như mà bạn đã chơi pháo thì cái phần nghiên cứu cây công nghệ của bạn cũng sẽ phải nghiên cứu về nhánh pháo là chủ yếu. Mà đối với những người chơi mới bây giờ, những người chơi ở các server mới nhé, từ 5X trở đi nhé, là việc nghiên cứu của các bạn cần phải được tối ưu hơn nữa, chứ nó không giống như các anh em ở server cũ là họ đã có thể mắc hết tất cả cây rồi thì người ta sẽ có nhiều điều kiện. Còn đâu đối với những người chơi ở server mới và hiện tại như mình đây chưa có nhiều điều kiện để nghiên cứu, thì sẽ thấy ngay được rằng là nghiên cứu nhánh pháo nó sẽ có cái điểm bất lợi như thế này. Là khi mà chúng ta mở cái cây nghiên cứu nâng cao thì chúng ta sẽ phải ôn in vào nhánh pháo. Chúng ta ôn in vào nhánh pháo này đấy, bởi vì bạn phải nghiên cứu rất nhiều thì nó mới khỏe được. Đấy là cái thứ nhất, vào nhánh pháo. Cái thứ hai, lên đến 300 ngày thì bạn bắt đầu lại ôn in vào nhánh pháo ở chỗ này. Đấy, tức là gì? Nếu như bạn đã theo pháo binh là chủ lực từ đầu trò chơi thì đến hơn 300 ngày, thậm chí đến 500 ngày bạn vẫn phải ôn in vào nhánh pháo thì cái đơn vị pháo của bạn nó mới khỏe được. Còn nếu không bạn nghiên cứu lửa vời thì nó không đến đâu cả, và nó cũng cực kỳ là yếu. À, cho nên là cái phần nghiên cứu này các bạn mà không để ý là chúng ta sẽ bị dàn trải, mà dàn trải thì cực kỳ khó chơi. Đấy là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là nếu như bạn đã chơi về pháo thì bạn sẽ phải chơi theo cái thiên hướng phòng thủ, tức là mình sẽ đổi độ bền của nhà chính, đổi độ bền của căn cứ để lấy phần điểm giết, điểm kill của kẻ thù. Tức là chúng ta sẽ chơi theo cái lối chơi phòng thủ. Mà đã là chơi theo lối chơi phòng thủ thì ít nhất bạn sẽ phải nghiên cứu full được cái cây phòng thủ cơ bản. Đây là một. Cái thứ hai là bạn cũng phải có một cái phần nghiên cứu của cây thành phố, phòng thủ thành phố nâng cao, nó cũng cơ bản đi một chút, thì bạn mới có đủ thời gian để pháo gây sát thương. Chứ nếu như mà bạn có một con pháo 9.2 nhưng cái base của bạn cực kỳ thấp, máu cực kỳ ít, thì bạn cũng không thể sống sót được lâu ở trên chiến trường. Mà đã không sống sót được lâu thì pháo nó không phát huy được tác dụng. Cho nên là chúng ta cũng lại phải đầu tư vào cái cây phòng thủ thành phố nâng cao này một chút. Không phun hết được thì chúng ta cũng phải có những cái mốc cuối cùng của cái nhánh này. Đấy, để nó có tăng cái khả năng phòng thủ cho căn cứ của bạn lên. Thì như thế chúng ta mới chơi được. Đúng không? Đó, cho nên là mình mới bảo rằng là nếu như mà chúng ta có thiên hướng chơi về pháo thì cần phải cân nhắc rất kỹ, bởi vì là chúng ta phải nghiên cứu rất nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ cần phải từ 2 đến 3 đơn vị pháo trở lên thì nó mới phát huy được tác dụng. Cho nên nếu như mà bạn có một đơn vị 9.2 thì bạn có thể dồn sang là 2 đơn vị 9.0. Mình cũng chưa test thử được cái điều đó thì nó đem lại hiệu quả như thế nào trong chiến đấu, bởi vì nó có nhiều yếu tố tác động vào cái vấn đề này. Được chưa? Đấy, thì bạn chơi là bạn sẽ thấy. Và cái thứ ba là chơi pháo thì chúng ta sẽ phải chơi theo lối chơi phòng thủ, lối chơi bay to bay và lối chơi chậm rãi, tức là mình phải đi được bảo vệ kỹ càng, hoặc là từ bảo vệ từ bầu trời lẫn mặt đất nhé. Chứ nếu xảy ra cái là pháo của ông ta bị các đối phương nó quay lại và bắn tai ngay. Và nếu như chơi pháo thì chúng ta cũng cần phải chơi theo bầy đạn, tức là trong liên minh của anh em sẽ phải có từ khoảng độ 20 đến 25 người trở lên là chơi theo hệ pháo đó, thì chúng ta mới có thể thành lập được các rally pháo, thì như thế nó mới phát huy được tác dụng của cái việc công đất đẩy nhà nhé. Rồi cái điểm lợi thế nhất của pháo đấy chính là gì? Chúng ta có pháo thì sẽ cái quá trình đẩy nhà nó sẽ nhanh hơn, và tấn công các căn cứ của người chơi nó sẽ nhanh hơn, và nó đỡ, đâu đó nó sẽ đỡ được cái phần thiệt hại gây ra cho đơn vị của mình, bởi vì là bay của đối phương sẽ bị đẩy nhanh hơn. Được. Thế nhưng mà đặt cái bối cảnh là anh em ở server mới CT1, CT2 sang CT3 và sau đó là các CT4 lần đầu tiên khi tham gia chẳng hạn, và trước 180 ngày thì chúng ta có thể là đâu đó chơi 1-2 đơn vị pháo. Nhưng mà khi chúng ta bước sang giai đoạn 182 ngày là chúng ta sẽ phải cân nhắc là đưa đơn vị nào lên đến đơn vị hiện đại, và lúc đó pháo hay là xe tăng, đó chính là cái lựa chọn của bạn. Và mình đã đưa ra một vài cái ưu điểm cũng như là lợi điểm bất lợi đối với những cái đơn vị này, thì bạn có thể xem video này và chúng ta có thể cân nhắc thêm để lựa chọn cho 182 ngày chúng ta đem lại yếu tố quyết định trên chiến trường nhé. Rồi, còn bây giờ clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.